Con này già lắm rồi. Con này già lắm rồi mà về má nhìn vẫn căng. Đấy. Hai gọi là cụ cháu đúng không? Cụ cháu rồi. Tí béo là cháu. Con tí béo là sao? Mà không bán thì giờ đầy béo rồi. Có trò xe mà bán lên tận cái gì nhỉ? Con thấy phòng tròn giống con tia béo nhỉ? Ra 8-9 phần giống con tia béo nhỉ? Thì đợt đấy hợp với má nhà cô sáng hay em? Cô sáng nó còn con má này em bắt con má cả nó. Má nó cũng to nhưng vừa con này. Con má này mặt đẹp cực. Bắt đừng ra đây nha. Con quan trọng. Mình chơi kiểu gà cổ xưa phải cân hơn cân con. Nhưng con này mẹ to nhưng mà lông lá mượt vãi, đẹp vãi. Mày cứ làm máy làm ý tưởng đỡ hỏng 50 rồi, té luôn. Đánh nào đấy à, mày đánh cả cụ mày láo quá rất láo con đây mẹ sợ lỗ thật cái gì mặt nó ra. Bây giờ từ con cụ ra mẹ. Cụ cháu nhà nó. Tối quay gì đó. Tối cũng quay. Đây con này có má này, nó căng không? Già lắm rồi. Nó béo rồi. Béo sợ thật. Giữ lại thì có gì đâu. Đây con nó cái đợt đấy này. Đây con nó đổ với mái nhỏ vẫn ra con nhỏ mà. Các bạn đợt này nhà mình là lấy, đợt này nhà mình là mái nó đẻ kém. Nó đẻ khỏe thì nó ra đây mà. Kia lơ mái kia mấy con liền Tết đẻ. Đẻ tên đẻ chắc luôn. Con này sang đây điên. Cái bóng này nó cứ chập chờn ấy. Nó ở cái đuôi.